Bắt đầu Covid ở nhà làm ngay đôi chim này để chơi nhá. Em để đôi chim này giá hữu nghị 600k đây. Để bán nghỉ Tết này. Đấy. Đôi chim phấn hồng rất đẹp. Bắt đầu báo cường. Một đực một cái rõ ràng. Bán nghỉ Tết giảm giá 600k các bạn nhé. Tông này tông mã ngỗng phấn hồng âm thổ các bạn ạ. Chân đỏ. Đầu xanh đuôi xám. Số Zalo, số điện thoại của em là 033 5305 982. Đôi chim rất đẹp. Nguyên bản bố mẹ luôn đấy. Mổ lúa tốt rồi. Con báo báo cường trước là con trống các bạn nhé. Con báo cường trước trong trường hợp này là con trống. Bên trái màn hình. Ok, em cũng nói ngắn gọn như vậy thôi. Cũng nên chuẩn bị để nghỉ Tết rồi các bác.